rất bất ngờ. Pha bơm thứ hai ngoài biên của Tâm Hồng Kính, cú đá nhanh như điện của Rang Hai Sơn, cầu thủ Thanh Hóa không kịp trở tay. Pha bơm hay và bất ngờ của cầu thủ Bình Định. Bàn thắng đầu tiên của đội bóng đất võ ở mùa giải V-League năm nay. Rafael Sơn và Jimmy Lee là hai ngoại hình còn lại của Bình Định trong ba ngoại hình thi đấu thành công của mùa trước. Cao Văn Kiệt, hai công cho Tâm Hồng Kính. Bàn thắng thứ hai đến rất nhanh sau bàn thắng đầu tiên. Bình Định lên về tinh thần và lại đá hơn người. Trung vệ dự bị đang lấy đà đã đá chia vui với đồng đội. Và đánh đầu rất gọn gàng. Đúng là trong bóng đá khi bế tắc đã được khai thông thì mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Bình Định phản công mà không quân. Jimmy Lin 3-0 cho Bình Định. Cú đá từ xa và lần dưới của Ngọc Cường đã rút lên. Bàn thắng của Jimmy Lin. Đây là bàn số 1 của Bình Định của mùa trước đã ghi bàn. Rafael Sơn gọi và Jimmy Lin đã trả lời. Ở đầu hiệp 2, Dương Văn Nho quả đưa bóng của Nho rồi dứt điểm. Họ đã bị đối phương dồn ép trong khoảng 4 phút đầu tiên của hiệp 2. Nhưng chỉ tình huống tấn công được xem là duy nhất ở trong giai đoạn đầu trận hiệp 2, họ đã có được bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta phải nói đến sự kết nối của bộ đôi Dũng Quang Nho và Châu Ngọc Quang. Những người ở mùa trước đã chơi có thể nói là tiến bộ trong khoảng thời gian được cho mượn tại Hải Phòng. Và giờ đây họ là sự kết hợp để mang đến bàn thắng giúp cho đoàn quân của Kia Thị Sắc vượt lên trên sân Bình Dương. Dũng Quang Nho bất ngờ dâng cao và có đường truyền bóng rất chính xác vào vị trí của Châu Ngọc Quang. Nhịp đỡ đầu tiên gọn gàng và sau đó là cú ra chân bằng cái kèo trái của tiền vệ mã áo số 4 rất hay. Đây cũng là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã không xuất hiện một lót cho hàng thủ của BKMX Bình Dương. Châu Ngọc Quang có đủ thời gian không gian để khống chế và tung ra cú đá làm bó tay hoàn toàn của Thành Minh Toàn. Rất hay. Đưa bóng vào. Rồi, cầu vào. Và cầu. 1-0. Bàn thắng đến ở phút đá bù giờ đầu tiên. Và đó là Di Mario. Tưởng chừng như chiến thắng sẽ gọi tên Hoàng Gia Lai. Không. Phút đá bù giờ đầu tiên trong tổng số 5 phút đá bù giờ, Ribalio đã nổ súng ngay tại sân nhà. Bàn thắng thứ 3 của Ribalio dành cho BKMX Bình Dương. Và tại sân nhà của mình là pha nổ súng đầu tiên của Tân Bình đến từ câu lạc bộ Hải Phòng. Trước đó thì Tiến Linh đã không thể đánh bại được thủ thành bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, nhưng sau đó là một tình huống yểm trợ và tiếp ứng thành công đến từ Ribalio. Cú đá rất căng. Đánh đầu. Tỷ số là 1-0 cho Đen Thành Nam Định. Chiều cao 1m94 của tiền đạo Dominic Vinicius Ebene Chukwu, cú ấy cùng cũng đã phát huy được tác dụng. Tất nhiên đó là pha bóng mà tình huống dàn xếp bóng mỏng của cầu thủ Đen Thành Nam Định là lý tưởng. Bàn thắng thứ hai của Nam Định ở mùa giải mới. Người đã thực hiện đường truyền kiến tạo là Henrio. Một quả treo bóng có thể nói là hoàn hảo. Cả hai ngoại binh của FC Đà Nẵng được bố trí để ngăn chặn tầm cao của Dominic Vinicius Ebene Chukwu. Nhưng cả Rodrigo Văn Minh
đó là Fernandes và Mbappe, và để trong Phú Sơn cũng như là Việt Hưng. Bàn thắng đầu tiên của Trường Việt Hưng ở mùa giải ngoại, ở mùa giải này. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng này. Từ quyền là của Văn Minh, Văn Minh khởi xướng. Phú Sơn là người kiến tạo cuối cùng. Văn Cao, Văn Kiên. Không phải là ai khác mà chính là Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết, cái tên đã ghi bàn thắng duy nhất cho câu lạc bộ Hà Nội ở trận đấu khai mạc. Và bây giờ thì đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục lên tiếng. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội ở phút thi đấu thứ 71. Cuối cùng thì những gì mà người ta chờ đợi nhất, bàn thắng cũng đã xuất hiện trên sân vận động Đại ngày hôm nay. Đây là cơ hội dành cho Văn Quyết. Không được. Thêm một cú đá nữa và tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Khi mà cách biệt đã trở nên an toàn hơn thì có thể thấy là gương mặt của Văn Quyết, câu lạc bộ Hà Nội và những cầu thủ của họ cũng đã trở nên thoải mái hơn. Cả 3 bàn thắng của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay tính cho tới thời điểm hiện tại đều thuộc về một mình Văn Quyết. 2-0. Thắng lợi đang được củng cố cho đội đương kim vô địch. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.